hello cả nhà nha. Để cho mọi người nhìn thấy là cái thải độc này nó thải độc đến tuyệt vời đến thế nào, mọi người nhìn thấy thực tế trong mắt mình nhé. Đây là một cốc nước trắng ạ, và đây là một cái sát khuẩn vết thương em sẽ đổ vào đây, nó đen xì cốc nước luôn nha. Đó, cho mọi người nhìn thấy nha. Và em không cần phải cho quá nhiều cái viên thải độc đâu, em chỉ cần một lượng lon hoặc một ít cái viên thải độc thôi là nó đã trong veo cốc nước rồi. Đây là một cốc nước đen xì luôn đúng không ạ, màu kể cả đen lửa cũng được, rất là tuyệt vời luôn. Để cho mọi người nhìn thấy là thực tế là cái công dụng của sản phẩm rất là tuyệt vời. Nó thải độc hoàn toàn luôn nha. Đào thải rất là ok. Đây là của em lấy ra một ít rồi. Em chỉ cần đổ một ít thôi nha, không cần nhiều, một nửa ron thôi. Ngoái lên để cho mọi người nhìn thấy cốc nước nó sẽ trong luôn. Nó tan được chua nó sẽ trong luôn như cốc nước. Thế mọi người sẽ nhìn thấy là đào thải độc tố của nó tuyệt vời đến đâu. Đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Trong veo cốc nước luôn. Tức là bao nhiêu độc tố cặn bã nó sẽ đẩy được hết ra, độc tố đẩy được hết ra. Đó là sản phẩm này. Vì sao nên là mọi người nên dùng cái sản phẩm này để nó đào thải nhẹ nhàng trong cơ thể mình đó nha. Và bao nhiêu ngộ độc nó sẽ đẩy được ra. Có thể là mình bị quá nặng thì một lần mình dùng nó chưa thể hết được, mình sẽ dùng từ từ.